vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, năm 1971, Starbucks chỉ là một quán cà phê nhỏ bé và khiêm nhường với chưa tới 10 nhân viên phục vụ. Năm 2013, Starbucks đã thực sự trở thành một đế chế gồm 18.000 cửa hàng với 200.000 nhân viên và khoảng 44 triệu cốc cà phê được bán ra hàng tuần. Và con số đó vẫn gia tăng hàng ngày. Hành trình của Starbucks rất đáng được các doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực ẩm thực phân tích kỹ lưỡng, bởi hành trình đó có thể chỉ ra rất nhiều điều lý thú. Vậy ngay sau đây, hãy cùng Trường Doanh Nhân HBR khám phá qua bài học Doanh nghiệp Việt có thể học gì từ Starbucks? Điều đầu tiên khi nhắc đến Starbucks có lẽ chính là những sản phẩm ưu việt. Người dân Mỹ tiêu thụ khoảng 330 triệu cốc cà phê mỗi ngày. Đây là thị trường tiềm năng, nhưng trước khi có Starbucks, người Mỹ vẫn quen với thứ nước pha đường có mùi cà phê chỉ với mức giá là 50 cent. Starbucks đã thay đổi nhận thức của người dân Mỹ về cà phê. Công ty đã biết cách buộc người tiêu dùng bỏ ra 4 USD cho một ly Starbucks với một mức giá không hề rẻ so với chính người dân Mỹ. Khi ra đời, Starbucks có chất lượng vượt trội. Howard Schultz, CEO của Starbucks mô tả lại: "Ngay khi bước vào trong quán cà phê, mùi hương cà phê thơm nức đã khiến tôi mê hoặc. Tôi cảm thấy đây như chính là ngôi nhà của mình. Người sáng lập Starbucks mời tôi một ly cà phê từ Indonesia và tôi lịm đi khi thưởng thức ly cà phê đó. Đó cũng là điều làm tôi thức tỉnh. Trước đó, chưa bao giờ tôi được uống một ly cà phê ngon." Sau này, khi mà mua lại được Starbucks, Howard Schultz, người mệnh danh là linh hồn của Starbucks, luôn cố gắng chăm chút, giữ gìn tính độc đáo của sản phẩm. Ông nhận thấy rằng, tất cả những chiêu thức marketing, những chiến dịch PR đều phải dựa trên nền tảng là sản phẩm ưu việt. Nếu bạn có thể tạo nên một sản phẩm ưu việt hơn những sản phẩm đang có thị trường, bạn hoàn toàn có thể có cơ hội thành công. Doanh nghiệp Việt muốn chống lại sự xâm lăng của những thương hiệu toàn cầu hay ấp ủ một ước mơ chinh phạt toàn cầu thì điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm chính là tính ưu việt vượt trội của sản phẩm. Điều đặc biệt thứ hai trong hành trình vươn đến thành công của Starbucks chính là về định vị hình ảnh. Starbucks sau khi ra đời và phát triển đã được định vị trong tâm trí của người dùng là một loại cà phê đắt nhưng đáng giá. Tuy nhiên, Howard Schultz, một chuyên gia marketing lỗi lạc, đã nhanh chóng định vị chuỗi quán Starbucks là nơi chốn thứ ba. Ông giải thích rằng, có hai nơi con người dành nhiều thời gian sống trong đó nhất, đó là ngôi nhà và nơi làm việc. Còn Starbucks là chốn thứ ba, nơi mọi người có thể thư giãn, có thể làm việc một chút và có thể suy tưởng. Định vị đó cho đến ngày hôm nay vẫn được Starbucks gia cố vững chắc và là nền tảng để Starbucks thu hút khách hàng. Rất nhiều doanh nghiệp nước ta, đặc biệt là doanh nghiệp ẩm thực, có những sản phẩm rất ngon, nổi tiếng nhưng không quan tâm đến chuyện định vị cho thương hiệu của mình. Đó chính là lý do ẩm thực Việt Nam trên tổng thể được khách nước ngoài không tiếc lời để khen ngợi. Nhưng sự thực đáng buồn là chúng ta thiếu vắng những thương hiệu ẩm thực mạnh. Thất bại để thành công. Starbucks cũng đã từng có thời gian rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sau khi mua lại thương hiệu này từ người sáng lập, Howard Schultz trở thành chủ tịch của Starbucks. Khi Starbucks niêm yết trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu tăng mạnh. Nhưng ngay khi mọi nhân viên và cổ đông của Starbucks đều vui mừng, thì Howard Schultz đã nhận thấy việc theo đuổi lợi nhuận theo từng quý kiểu phố Wall sẽ tiềm tàng, phá đi những giá trị cốt lõi của Starbucks. Valentine năm 2007, Howard Schultz đã viết tâm thư gửi ban giám đốc của Starbucks, chỉ trích rằng Starbucks đã đánh mất đi sự lãng mạn của cà phê, từ đó đánh mất đi linh hồn của chính mình. Lá thư đó không hiểu vì sao đã bị rò rỉ và xuất hiện khắp nơi trên báo chí. Giá cổ phiếu của Starbucks đã sụt giảm mạnh. Howard Schultz được mời trở lại vị trí CEO của Starbucks. Nhưng hành động đầu tiên của Howard Schultz khiến cổ đông và giới truyền thông còn choáng váng hơn. Ông đã quyết định cho đóng cửa tất cả các quán Starbucks trên khắp nước Mỹ để đào tạo lại nhân viên cách pha chế cà phê. Trong khoảng thời gian đóng cửa để đào tạo nhân viên, Starbucks đã mất đi hơn 10 triệu USD doanh thu. Chưa kể các đối thủ cạnh tranh ngay lập tức nhảy vào chế giễu. Sau này thì Howard Schultz đã chia sẻ về những quyết định gây tranh cãi của mình. "Tôi có những quyết định hoàn toàn dị biệt, không phải bởi tôi là một kẻ kiêu ngạo. Đơn giản chỉ bởi tôi muốn nếu ta có sai lầm, vấp lỗi, điều quan trọng nhất là phải sửa lỗi và chỉnh sửa để mọi thứ tốt đẹp hơn. Tôi vẫn quyết định đóng cửa toàn bộ cửa hàng Starbucks tại Mỹ và đào tạo lại nhân viên, bởi tôi muốn đem đến cho khách hàng một trải nghiệm thực sự hoàn hảo. Và nhiệm vụ là khách hàng sau đó chia sẻ trải nghiệm đó với người dùng. Đó mới là thứ cần được trân trọng, chứ không phải là giá cổ phiếu
báo cáo tài chính hàng tháng. Yếu tố tiếp theo làm nên thành công của Starbucks chính là nền tảng nhân sự. Howard Schultz chia sẻ rằng, chúng tôi không cần tuyển những người có nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cũng không tuyển những người phải được đào tạo chính quy, chúng tôi chỉ tuyển những người yêu thích công việc, yêu cà phê, thể hiện niềm đam mê với cà phê. Việc đào tạo kỹ năng là phần việc sau này. Điều này rất đáng để cho các doanh nghiệp Việt học hỏi. Người lãnh đạo là sức mạnh nổi trội. Câu chuyện về bản thân của Howard Schultz từ một cậu bé nghèo khổ, giờ vươn lên trở thành một trong những doanh nhân quyền lực nhất thế giới, luôn là nguồn động lực dành cho rất nhiều thanh niên. Những thương hiệu có được những hình ảnh lãnh đạo cuốn hút sẽ dễ dàng tạo nên được sức mạnh nổi trội. Thương hiệu của các doanh nghiệp và thương hiệu cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp có tính tương tác rất cao. Khi những doanh nhân Việt chú ý đến thương hiệu cá nhân của mình, biết sử dụng nó như là một công cụ để kích thích cho doanh nghiệp của chính mình, trở thành một nhà lãnh đạo tinh thần của doanh nghiệp, thì đó là khi sức mạnh của doanh nghiệp được nâng lên một tầm cao mới. Thế nhưng sau tất cả những thành công ấy thì có một điều rằng khó có thể coi Starbucks là một người khổng lồ không có bản sắc. Phát biểu trên báo chí, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch của Trung Nguyên từng cho rằng Starbucks chính là người khổng lồ không có bản sắc do Starbucks đã gỡ chữ coffee trên logo của mình và bán tới 87.000 loại thức uống trong cửa hàng. Nhận định của ông Vũ không sai nhưng cũng chưa thấu đáo. Tôi cho rằng khi bỏ chữ coffee ra khỏi logo Starbucks và Howard Schultz giải thích, Starbucks sẽ bán được những thứ khác mà không có cà phê trong đó. Đó là dấu hiệu cho thấy Starbucks đã trở nên quá tham lam và dần rời xa cốt lõi cà phê của mình. Tuy nhiên, những động thái đó cho thấy Starbucks đang chú tâm hơn tới định vị nơi chốn thứ ba hơn là cà phê. Đó là lý do Starbucks kinh doanh cả âm nhạc và bán rất nhiều loại thức uống không phải cà phê. Và nếu như vậy, thì Starbucks vẫn đang tập trung vào củng cố bản sắc để giữ vững vị thế là nơi chốn thứ ba của mình. Vậy hẳn là khó thể coi Starbucks là một người khổng lồ không có bản sắc. Vừa rồi thì trường doanh nhân HBR đã gửi tới quý vị và các bạn hành trình vươn đến thành công và những điều mà doanh nghiệp Việt có thể học được từ Starbucks. Hy vọng rằng nó đã mang đến cho quý vị và các bạn những kiến thức hữu ích trong kinh doanh. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bài học tiếp theo.